Mình nhận được một cái yêu cầu tư vấn một cái loa chất lượng cao cho chị em nhân dịp ngày 8 tháng 3. Nếu mà cái tư vấn này nó đến được tai các chị em thì mình nghĩ rằng là mình sẽ bị những anh em không ưa hoặc là ghét. Bởi vì mình thích đồ xịn. Do đó mình sẽ giới thiệu với chị em những cái món đồ xịn để các chị em đòi. Thì trên bàn mình đang để chiếc loa Devialet Mania. Đây là cái loa di động mà mình đánh giá là tốt nhất tiền có thể mua. Mình cũng xài một cái tương tự như vậy là cái Bino A5. Nhưng mà nếu xét về tính di động, nếu xét về cái một cái loa mà nó đẹp, nó nữ tính, thì mình gợi ý chiếc Mania của Devialet. Thứ nhất á, là nó rất đơn giản để sử dụng. Sau khi anh em đã setup AirPlay cho nó ở nhà hay là nhà bạn gái anh em á, thì cái người bật nhạc, tức là bạn gái anh em hay bất cứ ai ở trong môi trường wifi đó, chỉ cần chọn cái nút phát là cái loa Mania thì là phát qua. Chúng ta không cần phải để cái điện thoại gần cái loa như là Bluetooth đó, ở trong nhà bất cứ vị trí nào cũng được, bởi vì nó phát qua wifi, nó phát qua cái router. Như lúc mình dùng nó ở nhà vậy á, thì mình xách nó đi khắp nơi trong nhà để nghe. Đặc biệt là mình cũng xách nó vào trong nhà tắm. Để làm gì? Trong cái lúc mình làm những cái vệ sinh cá nhân, mình vẫn muốn nghe nhạc tiếp tục. Mà nó thiết kế để có thể rất là dễ dàng xách đi như vậy. Nên là nó thoải mái lắm. Thứ hai là nó phát nhạc chất lượng cao. Trong tất cả những cái loa di động hiện nay thì cái Mania này nó phát nhạc chất lượng rất là cao. Và nó chơi được rất là nhiều loại nhạc. Đặc biệt là kể cả những cái nhạc mà đòi hỏi cái tiếng bass rất là mạnh, rất là nhanh, nó cũng đáp ứng được. Đó là một trong những cái công nghệ rất đặc biệt của Devialet. Nó làm cho những cái loa nhỏ, những loa di động của nó vẫn có thể đánh được âm thanh mạnh. Cái đó là những cái loa bình thường khác không có làm được. Cái thứ ba, nó cũng có thể phát qua Bluetooth. Như vậy là anh em có thể mang đi du lịch rất thoải mái, rất dễ dàng. À, mình mang đi du lịch, mình mang đi chơi cắm trại, mình mang đi chạy. Và thậm chí là trong những cái lúc mà mình đi công tác nước ngoài, mình cũng xách đi để mà khi mình trong khách sạn, mình vẫn có nhạc chất lượng cao để mình nghe. Mình vẫn có nhạc để mình nghe. Cái đó là cái mà mình nghĩ rất là quan trọng, đặc biệt là những người thích đi du lịch, thích nhạc. Rồi, cái thứ ba đó là cái thiết kế của Devialet Mania. Nó tròn, nó bầu, nhìn nó đẹp lắm. Và mình nghĩ là các bạn nữ sẽ thích nó. Nó không có nam tính như hết những cái loa Bluetooth khác. Nó không có nhìn rất là công nghệ như những cái loa Bluetooth khác. Mà nhìn nó có cái gì đó rất là quyến rũ, mềm mại. Và đặc biệt nếu mà nhìn kỹ thì tất cả những cái chi tiết của nó hoàn thiện, rất là cao cấp. Rồi cái thương hiệu Devialet của Pháp và cái tên Mania người ta đặt cho nó nghe cũng rất là dễ thương, cũng rất là hay ho. Devialet Mania. Rồi nhìn kiểu dáng của nó đẹp lắm. Rồi pin của nó thì rất là lâu, có khi chơi cả ngày cũng không hết. Thì mình nghĩ ở cái tầm giá đâu đó khoảng 20 triệu, hơn chút xíu, thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn. Ví dụ như là iPhone, hoặc là mấy đứa chén hay những cái thứ gì khác, hoặc là đồ trang sức hay gì đó. Thì mình nghĩ nếu mà anh em là một người yêu công nghệ, anh em lành công nghệ, em muốn một cái món quà gì đó chất lượng cao và mang lại cái trải nghiệm rất là tuyệt vời cho bạn của chúng ta, thì cái Devialet Mania này là một cái lựa chọn rất là sáng suốt. Nhạc sẽ làm cho cuộc đời vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Rồi, xin cảm ơn.